Chợ có tên Bãi Cát nằm dưới chân cầu vượt Tân Tạo thuộc huyện Bình Tân, Sài Gòn. Đối diện chợ là khu công nghiệp Bua Chen của Đài Loan với khoảng 90.000 công nhân. Tiếng là chợ chiều nhưng chợ bán đầy đủ các mặt hàng tươi sống, được bày bán theo mớ, giá rẻ nhất là 5.000 đồng. Mặc dù là chợ nhóm họp tự phát, song các mặt hàng được bày bán rất bắt mắt, sạch sẽ và dễ lựa chọn. Đây kêu bằng chợ Bãi Cát thôi. Chợ Bãi Cát. Chợ đây mình thường bán mặt hàng là gì nhất? Dưa leo, củ hoa, cà chua, hành là nhiều nhất với dưa leo được không? Tổng cộng là cái nào cũng nhiều hết, cái nào cũng 5.000 hết, cái nào cũng vậy hết, chứ có cái nào mắc hơn hết. Để tiện cho người mua, người bán thường chia các mặt hàng của mình ra thành từng phần nhỏ, bỏ vào rổ hoặc cột thành bó. Khi khách đến mua, chỉ cần chọn mà không cần cân trọng lượng. Theo lời kể, ban đầu chỉ có một vài gia đình ở khu này mở bán dạng tạp hóa cho công nhân. Dần dà thấy bán chạy, người ta lấy các mặt hàng rau củ rồi thêm hàng tươi sống về bán. Do không phải tốn các khoản thuế như vào chợ của nhà nước, nên giá cả nơi đây rẻ hơn so với các chợ gần đó. Tại vì lấy đồ về rồi bữa hổm á. Về ổng cũng như là cái ổng thân ra đồ gì bán công nhân gì đó, rồi cái bán được bán luôn. Vào giờ tan tầm chiều, không chỉ có 90.000 công nhân của Puchen ùa ra, mà còn có cả khu công nghiệp Tân Tạo nằm kề bên. Lượng người đổ vào những ngôi chợ như Bãi Cát rất đông, nên việc mua bán theo mớ này tiện dụng cho cả đôi bên bán mua. Nhất là giá cả cũng vừa túi tiền người lao động, chủ yếu đang sống ở các khu nhà mướn gần đó. Chợ họp từ 3 giờ chiều, nhưng tôm cá nơi đây còn tươi rối rối. Một phần tôm bán từ 30 đến 35 ngàn đồng. Hàng rau củ được nhiều người chọn mua nhất. Cái phần đồ mà giá 5 ngàn, tôi thấy nó như thế nào? Thấy hợp với túi tiền mình hơn, tại vì mình thấy người ta bó sẵn, mình mua cũng tiền hơn á. Nói chung thì rau thì cũng tươi, còn những cái khác thì mình cũng phải tùy chỗ quen biết mình mới mua, chứ không phải là mua mình sự tràn của hàng Trung Quốc qua nữa đấy, cũng phải quen mình mới lấy. Trái cây của Trung Quốc cũng có mặt nhưng ít ai mua. Hàng bông tôm cá nơi đây bán theo mớ, không trả giá nên nhiều lúc giá cả cũng chênh lệch không bao nhiêu so ở chợ. Song được cái là cuối giờ chiều nhưng hàng vẫn tươi ngon, tiện cho công nhân trên đường về nhà mua nấu bữa cơm chiều. Một nồi canh rau 5.000, một mâm cơm tép rang 30-35.000 cho 3-4 người ăn là thực đơn lựa chọn thường thấy của nhiều công nhân nơi đây. Chúng tôi tường trình cho SBTN tại Sài Gòn.